Dâu dâu dâu, bà có sâu trong 500 anh em đã quay trở lại cùng MBG trong series bình loạn PKL server. Và đây là Weibo đến từ server Quy Quy. Chúng ta đang ở trong chế độ Smack và đặc biệt hơn nữa đó là Full Smack, Full thực chất 15 anh em nhá. Rất tuyệt vời đến từ server Quy Quy. Đừng quên 3 khung giờ ngày chúng ta 11 giờ, 15 giờ và 19 giờ. Ngoài ra anh em yêu quý mình hãy like và subscribe kênh Dermer YouTube để theo dõi thông tin mới nhất đến từ thế giới cao web. Luôn được cập nhật, đăng tải update thường xuyên như này. Rất mong sự ủng hộ tất cả mọi người dành cho MBG với cả hai kênh Dermer Gaming và Dermer YouTube anh em nhé. Đừng bỏ lỡ cơ hội để xem những clip mới nhất, những video mới nhất đến từ cả hai kênh Dermer Gaming và Dermer YouTube. Yes. Còn bây giờ thì chia thôi. Chế độ hấp dẫn nhất hành tinh đang chờ đợi chúng ta. Và đây là ai? Giáp 15. Wow. Chúng ta phải đưa ra sự lựa chọn. Chít, không ai Uber. Diamond Đại Đế, Sermi. Kèo này cầm Diamond Đại Đế gặp Chít với Sermi nghe cũng vẻ mệt mỏi quá nhỉ. Nhưng vẫn phải cầm Đại Đế thôi các bạn. Đôi khi chúng ta không có sự lựa chọn. Ồ oh, may quá nó lại. May quá anh em ạ. Nó lại không lấy Chít với cả Sermi nha mà. Nè, nó bị mất hai con tanh rồi. Nó bị mất hai con tanh rồi. Nó bị mất hai con tanh rồi anh em ơi. Trước à. Đối thủ đánh trước rồi. Chị cả lương, nó ta ru vào luôn anh em ạ. Nói chung những con hàng là mạnh nhất của mình đã so vào luôn. Rồi, chưa gì đánh nó bại huyết cái gì lẫn người đây à? Có gì nhầm lẫn hay không anh em? Có nhầm lẫn gì hay không vậy? Này cái cú silent này. Nó toét à. Nhưng mà huyết đại đế là không được nha các bạn nhé. Họ chết luôn này. Vãi bèo thật anh em. Má dùng lần chít thì sợ. Sợ nó trang béo cứt tơn luôn. Này, lường ơi là lường. Mày làm anh chưa kịp dùng chít rồi. Mày làm anh chưa kịp dùng chít rồi lường ơi. Rồi, đại đế đi bụi rồi các bạn. Má còn lường này.
cả là tại mày Lương ơi. Mày làm thế thì hỏng anh rồi. Mày làm thế mày giết anh rồi Lương ơi. Thành khó đánh thật đấy. Tài nó khó đánh quá. Gì sau cơn mưa nát bét. Nát tươm anh em ạ, không còn gì sau cơn mưa rồi. Chết Trang ấy là hết cơ hội luôn. À gì ạ, chết Đại Đế hết cơ hội luôn anh em. Cái pha đấy cũng hơi chủ quan. Pha đấy cũng hơi chủ quan. Anh cũng hơi chủ quan rồi. Một lần tốc biến. À hết. Lại nhìn thấy Đại Đế bại huyết đã thấy điểm điểm rồi. Không ngon tanh nào là. Là văn vở to này anh em. Không có con tanh nào là. Là nát bét anh em. Không có con tanh nào là nát bét rồi. Đến game đấu tiếp theo này. Đối thủ tiếp theo của chúng ta. Đó là Cú Lào xem vào 588. Đại Đế một lần nữa được lựa chọn. Không, kèo này là Elizabeth các bạn. Hai con tành bế phải vội. Không lấy đua lon, tao lấy nốt đấy mẹ. Chế đua lon à? Chế thì mình xin. Cula và hơn anh em. Mày hợp lý hơn anh em. Sai đây. Tầm
tâm phật vốn của mình luôn anh em. Tâm phật ngô đít của mình luôn. Xuất sắc đấy. Bạn nó sương mì bại huyết trắng trợn như kiểu rồi. Lên rồi. Chít à? Ai cứu được em nữa? Chít. Cho anh hỏi ai cứu được em nữa? Chít à? Cho anh hỏi ai cứu được em giờ này nữa. Mày em mất nguồn nhân tố chưa? Mất nguồn nhân tố chưa? Khóc rứt này. Khóc rứt này. Mày khóc rứt này. Đang cảm giác lại Sumi sắp oát. Giống Sumi. Mãi đây cả Kula này. Còn ác chủ bài đấy. Còn ác chủ bài của tôi đấy. Còn ác chủ bài Kula đấy. Đừng đùa. Ôi thôi nhầm. Đủ má. Ấn nhầm. Click chuột đi em nào. Tự nhiên dính phạt click chuột chứ. Ờ giời ơi. Làm mẹ không dùng nộ hai con rửa hơi. May quá không có nộ. May quá nó không có nộ anh em. Lại phong ấn lại. Con bài thì là lựa phết các bạn. Chính là con bài cũng là bựa phết. Get ready, go cày lắm rồi đấy.
cay là được gì hả bạn? Showtime. Làm được gì hả bạn? Cay thì làm gì được hả bạn? Cay thì làm gì được hả bạn? Nào đùa. Trời ơi, đùa với con vài cu la anh em, con vài chất như nước cất vậy. Con vài lại khiến cho đại đế mà chít khóc rưng rức luôn anh em ạ. Con vài khiến cho đại đế mà chít khóc rưng rức. Khóc không còn tiếng nào nữa luôn, nó khóc đi anh em nhé. Khóc không còn tiếng mà khóc cái gì. Làm gì còn cái tiếng nào mà khóc? Làm gì còn cái tiếng nào mà khóc nữa? Làm gì còn cái tiếng nào nữa mà khóc? Khó chịu không? Quá khó chịu này. Thật sự là khó chịu. Thật sự là khó chịu nha anh em nhé. Thật sự là khó chịu. Em cùng đến game đấu tiếp theo này. Cú la sang 4 lọc đấy, con bài khó chịu lắm anh em ạ. Cẩn thận với con bài cú la đấy các bạn. Nếu con đàm mình cầm đây này, mình cầm nguyên tanh à, đánh bao giờ cho nó chết nó được anh em. Lấy đâu đàm đấm nhau nói giờ. Anh em cho mình hỏi game này lấy đâu mà đam đấm nhau với nó bây giờ. Anh em cho tôi hỏi đam ở đâu. Vãi bèo thật. Anh em tôi hỏi đam ở đâu đấm nhau với nó bây giờ nhỉ? Đám đầu đánh nhau với mấy con kia bây giờ anh em. Nguyên tanh. Chịu rồi, những game này bỏ. Game này đâu có đám đánh nhau. Ủa thôi, đấy. Chả hiểu sao nữa, cứ tự nhiên là bị bong đấy anh em nhá. Bực thật sự nhá. Bực thật sự nhá, đang chơi tự nhiên lại bong kiểu ấy. Đấy, đáng bảo làm sao lấy đâu đam để đánh nhau với nó game đấy thì thôi, nó out ra luôn anh em ạ, chả hiểu nghe là nào. Tự nhiên out ra ngoài luôn. Lag cả hay nào vậy? Out out ra thẳng ra luôn anh em ạ, không phải là out bình thường, out thẳng ra luôn. Phát mẹ bay mẩn màu ra ngoài nhỉ, ảo ma thật. Mày quá vẫn còn một game mà chơi, không không có game nào mà chơi được gọi. Đến game đấu tiếp theo là Cheat 02 UM của server 659 sẽ đối thủ tiếp theo của chúng ta. Đại đế Psyche Bonit kèo. Kèo khó chịu nhè. Nguyên tướng ngon anh em ạ. Hà
xịn sò luôn. Căng thẳng đấy. Kéo căng thẳng đấy. Cho luôn bộ tứ này luôn anh em nhé. Sấp mặt bộ tứ này luôn anh em. Sấp mặt bộ tứ này luôn. Nghi. Ồ ngon. Giết thằng chít luôn như lại. Ôi rồi ôi ấm lại. Thế là cùng. Ôi. Tự nhiên lại giết thằng chít ấy. Ngon thật. Tự nhiên lại giết thằng chít thì lại ngon ơi nhờ. Cái gì ngon bằng ấy. Bem vào thằng chít ngon vãi kìa. Nó gì lần này anh ấy bật nạ tử lên luôn. Tự nhiên lại xin được một mạng của chít. Đúng vãi kìa. Tự nhiên lại xin được một mạng của chít ấm vãi. Xong lại ra siêu còn lên được mặt quỷ ấy. Ấm. Rồi ôi, tí nữa thì ăn được nốt cái nội tại hồi sinh của con Versailles kìa anh em nhé. Nó một lần hồi sinh thì ăn được nốt phát đấy, hai lần hồi sinh thì ngon anh em. Thế mà không ăn được. Đại đế rồi ạ. Chít xinh xinh nghe. Ngon. Khinh thường bộ này à. Dám khinh thường bộ này. Dám khinh thường bộ này à. Nào lão toét. À mày còn gì nữa đâu. Đúng không anh em, nó hết vẹo rồi. Có gì nữa đâu anh em. Nguyên một chơi. Oh.
giải xích ra ngay. Ui, có một xích thôi à. Rồi, có một xích thôi à. Có một xích thôi à. Lo được à? Có một xích thì anh lo được à? Khó chịu thật sự đấy các bạn ấy. Thật sự. Ấy là lên Phong Lâm Hỏa Sơn rồi. Lên được Phong Lâm Hỏa Sơn rồi. Nhưng mà còn gì nữa đâu. Lên được Phong Lâm Hỏa Sơn rồi nhưng còn gì nữa đâu. Còn ai đâu? Mình vẫn chưa chết ai nữa. Thật sự anh nhỉ. Anh em kia cũng lì phết đấy. Kiên nhẫn được đến giờ phút này là cũng kinh đấy anh nhỉ. Kiên nhẫn đến giờ phút này là cũng kinh lắm rồi đấy. Bộ tứ bất tử. Bộ tứ bất tử vẫn đứng vững thời điểm này. Bảy tơ trôi qua, bộ tứ của chúng ta vẫn đứng nguyên ở đây. Với tem gì nhở, dưa heo à? Gần thiếu, thiếu đúng thằng chít hỏa, phản bội, kẻ phản bội chít không ai Uber sang bên kia và là thằng chết đầu tiên. Tem này vẫn đứng vững anh ạ, chưa nào, chưa xi nhê. Chưa xi nhê. Đối thủ phải quýt rồi, thanh niên kia không chịu nổi áp lực quýt rồi. Và clip này bị gì phép được tạm dừng đây thôi. Bye bye, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo nhá. See you again và thank you.